Các bạn thân mến, mời các bạn chúng ta cùng xem một số tác phẩm bonsai nghệ thuật đang được trưng bày tại khuôn viên của nhà anh Nguyễn Quốc Hùng, thị trấn Đan Phượng, Hà Nội. Đây là một trong những cái hoạt động mà anh em chơi cây, yêu bonsai cây cảnh. Thì cứ mỗi 3 tháng một lần anh em lại tập trung mang những tác phẩm yêu quý của mình về đây để trưng bày và để chia sẻ, để giao lưu, học hỏi. Đó. Trong video này thì tôi sẽ giới thiệu tỉ mỉ về những tác phẩm bonsai này. Các bạn xem, bạn nào đăng ký rồi thì chia sẻ cho người khác cùng xem. Còn bạn nào chưa đăng ký thì cho mình xin một nút đăng ký để ủng hộ kênh. Xin cảm ơn các bạn nhiều. Chúng ta cùng tiếp tục theo dõi những tác phẩm bonsai. Chủ đạo thì vẫn là những cây xanh, vẫn là những cây xanh các bạn ạ. Nhưng mà cây xanh ở đây là bonsai, chuẩn bonsai nhỏ. Đó, chiều cao khoảng 40-50 cm tính từ gốc lên. Và đây là những cái tác phẩm bonsai rất là chất lượng. Cây này được tuột lá. Khi mà cây tuột lá thì cái bộ chi răm nó được lộ ra, nhìn rất đẹp mắt. Đúng với phong cách của bonsai mùa đông, mùa thu. Cây này dáng trực. Cây rất là côn. Còn đây là hồ cá koi. Ta xem qua. Cây này thì do vận chuyển anh em ở xa đi cho nên là anh em có buộc chằng lại thế này đấy để đảm bảo về độ an toàn của cây. Đây là cây si lá nhỏ, si bám đá. Cây này thì cốt cách đã được hoàn thiện, chỉ còn chi răm thì đang sắp sửa hoàn thiện rồi. Đó. Chuẩn không sai. Xanh
Cây này được chủ nhân cắt giật rất là kỳ công. Đó, ta thấy là cái đường chuyển của cành được cắt giật rất nhiều nhịp. Đây. Từ đây lên, một lần cắt giật, lần thứ hai, lần thứ ba. Đó, lần thứ tư cắt giật này. Đó, ta thấy cắt giật rất nhiều. 1, 2, 3, 4 lần cắt giật. Phải nói là chơi xanh là một cái kỳ công rất là lớn. Mất rất nhiều công sức để được một cây xanh. Còn đây là cái xi. Xi búp đỏ. Cây này dáng huyền. Rồi mình xin kết thúc video đây. Bạn nào chưa đăng ký thì đăng ký ủng hộ kênh của mình nhé. Và mời các bạn xem tiếp video tiếp theo. Cảm ơn các bạn.